Hôm nay em bắt nợ anh Trung một số tiền lớn, nên đành phải biết điều, kiếm tiền trả nợ. Muốn ký kết cái gì á thì ký cũng đâu có muộn. Bây giờ tao đang stress lắm, tao đang xóa mày biết không? Em muốn á là trả xong hết nợ, sẽ không cần phải dây dưa với anh ta nữa. Chỗ bà hiểu á, có nhiều bông, nhiều hoa lắm. Nếu mày muốn á thì tao không có gì gọi là nghiêm túc trong lòng bạn hết. Hằng đâu? Hằng đâu sao tao biết? Vậy còn thằng Long? Vô đây. Buông ra. Em theo thằng Trung làm gì? Theo anh sẽ mau có tiền hơn. Mày làm gì vậy? Hằng, con bị sao vậy Hằng? Hằng, con tỉnh lại đi Hằng.